basket, a tasket, a green and yellow. Hôm nay thì hẹn đưa hai bé Sully Sweety đến xem Angry Birds 2 vì cả nhà đều là fan của Angry Birds. Tức là đã không những xem phim mà còn chơi các game của Angry Birds nữa, nên là rất yêu thích về nhân vật Angry Birds. Hai chị em đều rất háo hức cái bộ phim này tại vì đây là cả tuổi thơ đúng không em? Cái thời mà chơi game điện thoại rồi. Đúng rồi, hồi nhỏ chơi game, chơi Angry Birds là rất là nhiều và hôm nay khi mà thấy nó được lên phim thì rất là vui. A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and all the way I try. Bách tin là những cái phim mà nó mang cái cảm hứng vui vẻ, tích cực như này nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người chứ không chỉ là trẻ con đâu. Sau khi con xem phim xong, con thấy nó rất là vui, nó rất là mắc cười. Con thấy hả? Con mê bộ phim này luôn rồi. Hey, it's me, Red. Welcome back to Bird Island. Not much has changed. I'm, of course, still a hero. And this war with Leonard and the pigs. Coi Angry Birds, nó có những cái bài học, có những cái vui tươi, có những cái nhấn nhạnh của trẻ thơ, làm cho các bé rất là năng động. Cái phần lồng tiếng này á, nó phải nói là rất là hợp lý và đặc biệt là sẽ có anh Thái Hòa lồng tiếng cho chim Red nha các bạn. Nó vui cực kỳ mà lần đầu tiên như Kim coi một bản hoạt hình mà phải ngồi cười mà cười ra thành tiếng luôn đó các bạn. Bắt trend, cực kỳ trend luôn các bạn. Có những chi tiết mà nó thích theo trend bây giờ. Okay guys, let's do this. This is it. This is the amazing team I've been working around the clock for. Cái phim này đánh vào các bạn thiếu nhi và nói về tình bạn đó và sự chân thành lúc nào cũng là niềm tin để mà giúp cho mọi người giành chiến thắng. Khi mà chúng ta hợp nhất lại, chúng ta đoàn kết lại thì những cái xấu xa, những cái khó khăn gì cũng vượt qua hết. Thì là thông điệp của bộ phim mà theo Đào nghĩ là rất là dễ thương dành cho các bé mùa hè này. Mọi người nhớ xem phim Angry Birds nha, hay lắm luôn đó. Lava tube. I don't know if I'm gonna fit. Just suck in your butt. Does anyone smell bacon?